mày nằm không đó thì đó ăn sao mà mệt, người ta có mệt đâu, người ta đang tức đỡ chưa thấy rồi cái mỏ chưa cả ngày dạ tới đâu rồi cả ngày người ta vận động mệt rồi người ta nghỉ rồi mỏ nhỏ này dạ tới đâu rồi nhọn tới đâu rồi đi qua làm như là người vừa người bị si ke cả ngày người ta vận động rồi cả ngày người ta vận động mệt rồi người ta qua nghỉ ngơi thôi chứ không phải nó qua nó rồi chị ơi rồi chị muốn thích ăn gì em mới có mua này qua làm cho chị ăn nè chứ mệt quá tôi qua xe hơi đó nội còn nó qua nó ở em như một tháng mấy rồi nó nằm rồi nó ngủ tới 12 một giờ qua là chị Tư nuôi em ba mấy tháng ba tháng dịch mà lên được có 3 ký nuôi có 3 tháng mà dịch mà ba được lên 3 ký luôn ăn ngủ em kêu nó là 7 giờ mấy nó vậy nó chỉ ăn thôi mà cũng phải kêu như gọi đòi á xong rồi á rồi rồi chị kia tới 11 giờ kêu nó xuống ăn mà cũng kêu như gọi đòi á xong rồi á ăn không lên ngủ ngủ xong nó xuống cái con ăn nữa rồi mấy bữa sau kêu hoài thấy bà bực luôn á nghỉ kêu luôn ngủ cho nó ngủ tới mấy giờ ngủ tới 11 giờ luôn 11 giờ tức quá mới kêu nó chứ không phải là nó tự động 11 giờ nó lết xuống đâu ta đang tức mở mà kỳ ghê á trời đất ơi ta ngủ à rồi xong nó đâu không kiếm nó vô kiếm đâu có thấy nó chui vô cái tủ của em rồi mẹ nhỏ quá cho chồng ủa hỏi không ơi ủa đâu rồi giờ nó chui vô trong cái tủ rồi chồng á nó như trốn đi vô coi bạn ơi chuẩn bị rồi vô mấy sấy dắt nó cho nó lẹ vô rồi trời đất ơi à rồi đó chị hai quay nữa hả chị hai quay thì nấu quay ta phép nghe lại càng giờ làm lại nè chứ cái giờ quay cái tay dàn thẳng hồi nãy người ta nó quay rồi à trời nói mày bằng hồi nãy bằng ơi chị giờ khép nép rồi lại giờ khép nép thục nữ khép nép từ đầu đi khép nép quay lại thục nữ từ đầu đi không bằng nha gì nè rồi xong giờ khép nép quay lại quên cái gì vậy quên rồi á trời ơi khép nép này nó chưa chị mới gì được chứ khép nép như cái bụng thả ra nha. Ủa?